xin kính chào tất cả anh em nhé. Em lên với các bác một cái bộ dàn Panasonic. Đấy, gọi vui là bộ hát công tử. Thì con này thì nó đen đen luôn. Mặt gương anh em nhé. Đây, anh em thấy mặt gương nhá. Đấy, soi rất là trong. Bộ này tình trạng là chạy CD OK, MD OK và chế độ PMD. Chứ là chế độ kết nối điện thoại, máy tính TV hoặc Bluetooth qua cổng 3.5 các bác nhé. Đây đang test cổng PMD. Trung kiên audio sẽ quay cái cách anh em sử dụng dàn luôn để cho anh em nắm được nhé. Khi anh em mua về anh em có thể là dùng được luôn, đỡ phải gọi điện hỏi cách dùng cho nó mất thời gian. Đây, anh em mua về ấn nút này để bật nguồn. Đây, bật tắt nguồn ở đây nhé, power nhé. Đấy, các bác chơi điện thoại, chơi máy tính, chơi TV hoặc chơi Bluetooth thì các bác sẽ ấn vào nút này. Đây, cái nút này nó ghi là nút AUX trên PMD. Thì anh em ấn về cho nó chuyển về chế độ là PMD cho em nhé. Thì chúng ta chơi điện thoại, máy tính hoặc TV. Còn các cái chế độ về chơi đĩa thì còn có MD, CD ở đây nhá. Anh em ấn lên là chơi thôi. Ra đĩa ở đây. Đấy. Đây. À, đã bỏ đĩa vào rồi đúng không ạ? Rồi, ok. Đấy. Con này ấn khay đĩa của nó có 5 khay các bác nhá. Đây. Anh em ấn nút check để nó ra cả 5 khay nhá. Đấy, ra cả 5 khay luôn nhá. Đấy các bạn. Rồi. Còn ở phía sau thì hướng dẫn các bác cái cách cắm dây rác luôn. Đây. PMD các bác cắm cho em cái cổng ở trên cùng này nhá. Đấy, cổng này nhá, trên PMD. Đấy. Còn dây loa khi anh em đấu dây thì đấu đúng màu cho em nhé. Trắng, xanh, đen, đỏ đúng màu cho em. Mở này ra. Để đút dây vào các bác sập lại vào. Sập xuống, thế là xong nhé. Dứt không nên tuột là được. Đấy. Rồi em sẽ quay hình thức tổng thể của cái bộ sản phẩm luôn cho anh em mình cùng nhìn luôn nhé. Loa con này là vuông vắn. Loa vuông vắn. Bộ này tương đối là đẹp. Nói chung là các cái bộ dàn mà bãi về mà nó màu đen ấy, thì kể cả nó có những vết chảy xước thì nó cũng không lộ. Để cho anh em mình chơi những bộ màu đen nó rất là hay. Cái chỗ này có chảy một tí ở đây nhá. Cái này, vết này nó bụi bặm lên nhá, để lau chưa được kỹ. Đó, e căng đầy đủ nhá, e căng đây. Đấy, e căng đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy. Loa thùng vách nói chung là về cơ bản là đẹp, vuông vắn, đẹp. Hàng bãi thì đương nhiên thì nó không thể làm như hàng mới nhưng mà những bộ màu đen ấy thì em đánh giá là bãi về nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Thùng vách vuông vắn đẹp. Đấy các bác nhé. Loa ở dưới thì nó một cái chân vát như này. Đây. Nhìn đẹp mắt luôn nhé. Nhìn thiết kế nó đồng bộ với cái cục dàn luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ test các chức năng hoạt động của bộ dàn này các bác nhé. Chơi AUX các bạn em test ok. Em test đĩa CD và MD. CD em đang để khay 1 thì sẽ khay 1 để cho nó chạy các bác nhé. Đây nhá, CD chơi rồi không nhá. MD nhá, ta đi MD. MD chơi luôn rồi nhá. MD cũng chơi ok. Đấy, CD MD đều chơi các bác nhá. Đấy, còn chuyển về chế độ PMD như em nói ông đấy, ở nút góc bên phải này nhá. Về chế độ như là PMD. Đấy. Rồi ok anh em nhé. Bộ này mặt gương đấy, khá là đẹp. Đi căng đầy đủ. Lên đi căng thì nhìn sang trọng luôn. Đây lên đi căng cho các bác cùng xem. Con này lên đi căng nhìn rất là sang. Đấy, các bác thấy chưa? Nhìn sang chưa? Bày phòng khách các thứ thì rất là tuyệt vời luôn. Bộ này thì Trung Kiên Audio giao lưu với giá là 1.200.000 đồng các bác nhé. 1.200.000 đồng. Các bác mình mua hàng chuyển khoản đủ, em miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Các bác mua hàng chuyển cọc thì cọc trước em 300. Các đơn chuyển cọc thì bên em không miễn phí giao hàng. Cái tiền phí giao hàng các bác giả với nhân viên bưu điện nhé. Phí giao hàng cho con này nó khoảng độ 70.000. Rồi ok các bác nha. Bây giờ thì xin mời em cùng nghe chất âm của sản phẩm. Và giá bán thì chưa có phụ kiện. Bác nào mới tập chơi dàn thì mua thêm phụ kiện với em nhé. Em sẽ tư vấn các phụ kiện khi nào các bác inbox vào số Zalo này. Em sẽ giới thiệu các phụ kiện cho các bác để các bác có thể lựa chọn các bác nhé. Phụ kiện này bao gồm đổi nguồn này, dây rác này, vân vân, Bluetooth này, đấy. Rồi ok các bác, bây giờ xin mời anh em cùng nghe nhạc. Chén hương say đời tôi.
bếp là kết thúc. Bây giờ tại đây bắt đầu chốt hàng liên hệ em nhé, số Zalo 0975 575 262.